Sáng 28 tháng 1 năm 2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó bệnh nhân 1553 là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn. Bệnh nhân 1553 là nam, 31 tuổi, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân này đã có lịch trình di chuyển phức tạp trước khi được phát hiện mắc COVID-19. Cụ thể, từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân đi làm từ nhà đến nơi làm việc bằng xe riêng và tiếp xúc với 44 người thuộc đội an ninh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Bệnh nhân đến họp lớp tại nhà hàng Talata ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Bệnh nhân tham gia hội nghị điện máy miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Bệnh nhân mua đồ tại siêu thị Circle K, Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Tại gia đình, nam bệnh nhân tiếp xúc gần với 5 người, gồm bố mẹ đẻ, em gái ruột, vợ và con trai. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Vinmec Hạ Long và tiếp xúc với 37 người. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, hàng ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được tạm cho nghỉ học từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 1 để phòng dịch COVID-19 lây lan. Trong khi đó, tại Hải Dương, cơ quan chức năng đã phong tỏa thôn cư trú và xưởng làm việc của bệnh nhân 1552 để dập dịch. Đây là nữ bệnh nhân có tiếp xúc với một bệnh nhân khác có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 chủng mới sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Công việc truy vết những người tiếp xúc gần cũng đang diễn ra khẩn trương. Tuy nhiên, hiện chưa thể thống kê được hết F1 của bệnh nhân 1552.